Trong sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với một số ngành chức năng tổ chức triển khai những quy định mới đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã đến tham dự. Theo đó, các ngành chức năng của thành phố được triển khai các nội dung như là các quy định về lập hóa đơn điện tử đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng quy định, việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, thực tế hạ tầng kỹ thuật, mức độ khả năng đáp ứng việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của tất cả các cửa hàng kinh doanh, công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới, kinh nghiệm giải pháp việc thực hiện phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau từng lần bán xăng dầu tại các cửa hàng, giới thiệu triển khai một số phần mềm thiết bị đo đếm tích hợp dữ liệu tất cả các cửa hàng xăng dầu về cục thuế thành phố liên tục ổn định chính xác, công cụ hỗ trợ thực hiện phát hành hóa đơn điện tử giá rẻ theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và kết nối điện tử đối với cơ quan thuế.